Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên đồng xã hội. Hôm nay thì em quay nhanh báo giá đầu tháng 8 năm 2024, cũng là bắt đầu vào tháng 7 âm lịch, gọi là tháng Ngâu đấy. Thì theo ngày làm xe bọn em ấy, đặc biệt là với những cái năm mà nó không giảm thuế trước bạ như này, thì đây là thời điểm mà các bác mua xe gần như là đáy của thị trường rồi. Xe của các hãng thì kể cả có đợi giảm thuế hay không thì cái ưu đãi khuyến mại hiện nay nó cũng rất là nhiều rồi. Với một cái chiếc xe gầm cao 7 chỗ đa dụng và nhập khẩu nguyên chiếc như là Mitsubishi Xpander mà em quay trên hình anh chị đây. Dòng xe này thì nó rất là phổ biến, nó vào khoảng 5 7 năm nay rồi. Nó định hình lại phân khúc, định hình lại giá xe. Chung là nó tạo ra một chiếc xe rất thành công của Mitsubishi ạ. Thì em cập nhật nhanh cho anh chị giá bán nhá. Xpander thì nó có 4 bản. Bản số sàn lắp ráp trong nước, cái lượng xe gần như rất hạn chế. Bản Eco và số tự động thì cũng phải nói là rất ít xe, và đa phần là Xpander bản Premium và bản Xpander Cross sẽ là hai phiên bản bán chính nhé. Bản Premium bản số tự động này thì bọn em nên biết là 658 triệu đồng, hiện nay đang được ưu đãi đâu đó vào khoảng hơn 50 triệu. Các bác thanh toán thực tế nó sẽ là 609 nhé. 609 thì với các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang mình lăn bánh ra biển. Nay em quay trên kho nó hơi chật một chút, các bác thông cảm giúp em. Bắc Ninh, Bắc Giang các bác ra biển thì nó sẽ dao động vào khoảng 680 triệu. Bên em thì chào giá bán theo chính sách của nhà máy, cho nên là cái giá chung kết các bác cứ alo trực tiếp giúp em, vì giá nó có thể thay đổi theo từng thời điểm mà mình tham khảo đó. Cái bản này thì nó có 4 màu bán chính nhá, trắng, đen, nâu, bạc. Thì anh chị có nhu cầu tham khảo giá mua xe tại thời điểm này, xem xe thực tế thì alo trực tiếp của bên em. Bên em thì toàn bộ xe đều cất kho trong nhà như này, các bác không lo dầm mưa dại nắng nhá. Các bác ở Hà Nội lăn bánh dự tính sẽ ra khoảng 713 triệu. Các bác ở các tỉnh địa phương thuế 12% như là Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Phòng các thứ ấy, thì sẽ tầm 693 triệu nhé. Vay trả góp thì thời điểm này Xpander các bác vay đâu đó vào khoảng gần 500, là mức vay tối đa 478 triệu đồng. Các bác trả trước giúp em vào khoảng từ 195 đến khoảng 250 là mình vay thoải mái. Hàng tháng thì mình trả tầm vào khoảng 9 triệu quay đầu. Đấy, tiền gốc đâu đó vào khoảng 5 đến 6 triệu tùy vào thời gian vay, và tiền lãi trung bình bây giờ vào khoảng 3 triệu. Hơn 3 triệu một chút. Cái này nó phải theo cái hồ sơ tài chính của các bác nữa. Các bác không nợ xấu, lương chuyển khoản cao. Ok, thì là mình vay tối đa vay nhiều thoải mái nhá. Đấy. À, đây là nội thất trong của Xpander này, cửa gió điều hòa hàng hai này, trên nóc này. Đấy, vẫn là một chiếc gầm cao 7 chỗ nhá, lăn bánh hơn 600, động cơ 1.5. Bản này là bản Bre rồi, có sẵn cam 360, cam lùi cho các bác gần như là đầy đủ. Mua về bên em có tặng bảo hiểm thân vỏ và gắn kính trải sàn nhá. Giá chung kết thì các bác cứ alo qua bên em để bên em báo giá. Giá này thì cũng khá là sát rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn đàm phán thương lượng được tùy vào cái tồn kho của từng đại lý. Đó, thì đấy là cái giá bán nhanh của cái dòng Xpander. X-Cross thì nó đắt hơn một chút nhé. Em cập nhật trong những cái video khác ở trên kênh, các bác tìm xem giúp em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.